Quen rồi. Vậy hả? Nó quen hả? Không. Nãy giờ mới quen á. À nó mà cái này không. Con này chết rồi tâm hoài chứ. Vậy đó hả? Nó nhiêu tuổi rồi? Nó được 8 tháng mấy rồi chứ. Trời ơi, nó kéo vậy hả? Tháng mấy hả? Mà cái mặt nó ghét tôi quá à. Dạ, thành tháng là ngày xưa ở chung dãy nhà trọ đó. Cái gì?